Hello mọi người, chào mọi người quay lại với kênh nhá. Lâu lắm cũng không ra video. Có một số anh em thì cũng hỏi là cái quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, thì cái thiết bị của nhà mình nó bị lỗi, thì cái có được đổi hàng mới hay không? Và sẽ chia sẻ cho anh em về cái luồng bảo hành bảo trì hiện nay. Đây là một cái con wifi mà đã được test qua ở trên trung tâm bảo hành, họ đã test qua và họ gửi lại trả lại để anh em thực hiện đi đổi đủ thông tin. Thì cái luồng đổi thiết bị bây giờ nó như nào, nó có như sau anh em nhé. Thứ nhất là nhà mình bị hỏng này, xong anh em chúng tôi sẽ cầm cái thiết bị này đến và sẽ thực hiện đổi cho nhà mình, cái con này. Đây con này, khi mà đổi xong rồi thì anh em sẽ thu hồi cái wifi cũ của nhà mình về gửi ở cửa hàng, xong cửa hàng sẽ gửi lên trên trung tâm bảo hành, từ trung tâm bảo hành sẽ giả về cửa hàng, cửa hàng sẽ giả lại cho anh em chúng tôi và chúng tôi lại đi đổi cho nhà khác. Đây là cái luồng mà đổi ứng cứu thông tin. Và cái hàng này ấy, thì nó sẽ là không phải là hàng mới anh em ạ. Nó không phải hàng mới, cho nên anh em có hỏi là nó có tốt hay không, thì đây cá nhân em thì là người nhận thiết bị bảo hành từ trung tâm bảo hành về, thì có một cái nhận xét như sau. Thứ nhất là cái mấy cái thiết bị như này, cái tỷ lệ mà đạt của nó ấy, tức là không phải con nào cũng như nhau anh em nhá. Có con nó bị lỗi, có con giả về nó vẫn bị lỗi. Khi mà đổi lại cho khách hàng ấy, thì 1-2-3 ngày sau nó sẽ phát hiện ra tình trạng lỗi, và có nhiều con ấy thì nó lỗi ngay sau khi đổi luôn. Thì cái thiết bị này ấy, để đánh giá thì nó đạt độ tầm 80% thôi. Ví dụ trung tâm bảo hành có gửi về 100 cái thiết bị như này thì chỉ khoảng độ tầm 80 thiết bị là khách hàng sử dụng ok, còn lại 20 cái thiết bị kia nó bị lỗi. Và hôm nay ở trong cái khu này thì nó có 3 nhà đang bị xét đánh thiết bị, và em phải mang cái 3 cái thiết bị này đi vào trong này để đổi. Còn mấy con này về thì cứ mình đổi con nào thì sẽ được giả lại con đấy. Ví dụ đây là con 646, con này chẳng hạn như bị hỏng nhá, thì anh em sẽ nhận lại được con 646 như này. Nhiều khi khách hàng chê trách anh em bảo là tại sao lại đổi những con như này, thì đây là cái luồng công việc mà anh em tôi phải làm ấy, mọi người nhá, chứ không phải là anh em chúng tôi là người, anh em chúng tôi chỉ là những người thực thi công việc thôi. Và những cái việc đổi bảo hành như này thì theo cái luồng đổi của trên tổng công ty đề ra, chứ anh em chúng tôi không phải, anh em chúng tôi chỉ biết là đây là hàng ứng cứu thông tin và chúng tôi mang đến đổi cho mọi người thôi, chứ không biết nó sống chết thế nào. Đấy. Cho nên những cái mà khi mà mọi người nhá, lưu ý này, có vấn đề như sau. Trong cái quá trình mà chúng ta mà lỗi thiết bị đầu cuối như này thì khách hàng với lại anh em kỹ thuật ấy phải có cái mũi liên kết với nhau, tức là mình phải theo dõi và đánh giá lại cái thiết bị. Chứ thật ra anh em chúng tôi ấy, thì không được test cái thiết bị như này. Anh em không biết cách để test và không, em khi mà đã đổi xong nó, khi mà đã có tín hiệu dịch vụ ok nhá, thì anh em chúng tôi mới đóng được sự cố. Cho nên anh em đừng có chửi anh em chúng tôi càng lắm. Đây là theo cái luồng công việc thôi. Cái luồng này thì
nó để đảm bảo cái hàng hóa nó lưu thông nó nhanh gọn hơn. Đó. Hoặc là thiết bị nhà mình ăn đúng cái serial của này đấy. Thôi chúng ta di chuyển nhá, vào trong này đã, mấy nhà hỏng cơ. Tí nữa sẽ thực hiện đổi cho mọi người. Em cứ quay lên đi, em này em quay lại đối nhập 1800119. 1800 8119. 1800 8119. Em quay lại một đấy, anh coi em là yếu máy mà cái nhà san đi anh chồng, nhà san đi chồng. Cái này quá mắc dưỡng mày vời. Anh bật lon. Gọi không thích nghe máy. Anh ơi, không có ai nhà. Nhà này hình như không bị hỏng hay sao? Họ tắt điện rồi. Cũng cháy thật anh ạ. Không thấy có điện đó này. Mất cả điện ở bên ngoài này. Cái thuê bao này là thuê bao hộ nghèo đây anh ạ. Thuê bao chính sách công ích. Đây cũng không thấy có điện, có đóm gì này. Có điện này nhá. Mất cả điện rồi.
Nhà này mất cả điện rồi. À đây. Quên, không có át. Cháy cả cục này luôn anh ạ. À, cái nguồn này không bị hỏng. Nguồn này vẫn được này. Đây, bây giờ thẻ thực hiện đổi thiết bị ứng cứu thông tin. Ra đây chợt sáng. Dây điện, dây này. Một, bảy, chín, mười ba. Anh em gọi lên tổng đài nhé. Một, ô công, 8119. Xong là anh em đọc cái số điện thoại cho tư vấn viên đến. Cho khách hàng VIP của Việt. Mời quý khách chọn phím 5 để được hỗ trợ trực tiếp. Phím 3 đăng ký mới dịch vụ cố định. Mời quý khách chọn phím 5 để được hỗ trợ trực tiếp. Phím 3 đăng ký mới dịch vụ. Quý khách vui lòng giữ máy. Cuộc gọi của quý khách đang được chuyển đến nhân viên chăm sóc khách hàng. Cuộc gọi sẽ được ghi âm nhằm nâng cao chất. À, chị ơi, nhà em cái wifi nó bị sét đánh ấy. Dạ vâng. Đây em đọc số điện thoại cho này, 0866 0866 155 155. Dạ vâng. 003. Ở địa chỉ ở xóm Thượng, Lạc Sĩ, Yên Thủy, Hòa Bình. 0866 155 003, đúng không anh? Đúng rồi. Có hai đường truyền cả ạ. Có mỗi một cái thôi. Có mỗi một gói thôi ạ. Xóm vâng. Thượng, Lạc Sĩ, Yên Thủy, Bình. Anh đang dùng đúng không? Vâng, vâng. Thế anh không vào được mạng hay là như nào đây? Xét đánh hôm qua khu này mất hết rồi mà. Để em xác nhận lại xem là modem nó có bị mất nguồn gì không nhé. Vâng. Đợi em một lát. Vâng. Thế bây giờ modem bị xét đánh là mất nguồn luôn rồi đúng không anh? Tịt ngỏm từ hôm qua rồi. Dạ vâng. Vâng. Đợi em một lát để em xác nhận lại thôi. Và vâng. Để hỗ trợ vào khung giờ nào em bảo kỹ thuật qua ạ. Giờ này cũng được. Giờ này ạ. Dạ vâng. Thế thì nếu anh cần luôn thì để em bảo nhân viên là hỗ trợ chậm nhất là trong vòng 3 tiếng nhé. Vâng vâng. Dạ vâng. Vậy em cảm ơn ạ. Xin chào anh ạ. Vâng vâng vâng. Chào chị. Ở trong dân, ở trong này thì thường không hay có ở nhà, gọi điện này, hay để số điện thoại đi đâu á. Cho nên thôi mình cứ đổi thiết bị thôi, vào trong khu này nó mất khá là xa. Một hai năm sáu bảy tám chín không chín không a. Trong khu này
thì mất hai nhà mọi người nhé. Một nhà thì nó cháy cục nguồn, một nhà thì cháy cục modem. Đó. Mỗi hai nhà bị thôi. Mấy có hôm nay vào trong này thì mình có mang có mỗi ba cục nguồn đi thôi, ba cục nguồn với lại ba cục modem. Xin chào mọi người nhé, hẹn video tiếp theo thôi. Bây giờ quay ra thôi. Bây giờ quay ra thì trời nghe vẻ sắp mưa rồi. Vào đổi có độ tầm 10-15 phút, nhưng mà đi quay lại thì mất một độ tầm hơn tiếng. Bởi vì di chuyển vào trong cái khu này nó khá là xa, nên là đi khá là mất thời gian. Ôi chào mọi người nhé, hẹn video tiếp theo.